Vâng, trên mạng xã hội ngày hôm nay xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đã bế con lên cầu Chương Dương và có ý định tự tử vào sáng mùng 5 tháng 10, khiến nhiều người đi đường vào thời điểm đó rất chú ý. Tuy nhiên rất may tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội và người dân trên cầu đã kịp thời khuyên bảo và động viên người phụ nữ này từ bỏ ý định tự tử của mình và đưa vào khu vực an toàn. Theo Trung úy Tạ Quang Dũng, nhận được tin báo của người dân, đội cảnh sát giao thông số 5 đã đến và phát hiện người phụ nữ đang ôm một bé trai khoảng hơn 5 tuổi đứng ở cầu Chương Dương với khuôn mặt đầy buồn bã, mệt mỏi và khóc lóc. Người phụ nữ để con lại ở cầu rồi trèo qua lan can thành cầu ra ngoài. Lúc này đội cảnh sát giao thông và người dân trên cầu đã nhanh chóng chạy tới để mà giữ lại người phụ nữ này. Người phụ nữ vừa khóc và nhất quyết đòi nhảy xuống sông Hồng. Cùng với việc đảm bảo an toàn cho cháu bé, đội cảnh sát giao thông và người dân đã khuyên nhủ, động viên người phụ nữ này từ bỏ ý định. Và sau một hồi động viên, khuyên nhủ, người phụ nữ đã bỏ ý định tự tử của mình và được đưa vào khu vực an toàn bên trong cầu Chương Dương. Sau đó hai mẹ con người phụ nữ đang được đưa về chốt để mà động viên, trấn tĩnh lại. Tại đây người phụ nữ nói mình ở quận Nam Từ Liêm. Nguyên nhân dẫn tới sự việc là do mâu thuẫn gia đình. Và đội cảnh sát giao thông số 5 đã thông báo cho gia đình người phụ nữ này và đã đến đón hai mẹ con để về nhà.